Chúng tôi đã từng có mặt ở trong trại tù với sự có mặt của khoảng 1850 phạm nhân tội hành sự từ 5 năm đến 20 năm tù. Mỗi khi chúng tôi giảng kinh thuyết pháp cho họ, họ vẫn có thể cảm nhận được. Và mỗi khi mời các ca sĩ đến để mời họ ca, để thông qua đó rũ bỏ được nỗi đau, niềm buồn, bất hạnh ở trong cuộc đời, họ có thể hòa mình với các ca sĩ, các linh giọng ca tiếng hát một cách dễ dàng. Chúng tôi cũng đã đến các trung tâm mại dâm, trung tâm người già, neo đơn, tàn tật, những người đi bùa đề, các trẻ em phạm pháp ở tuổi nhỏ, những người bất hạnh, những người tâm thần, những người khiếm thị, những người khiếm thính, những người cùi hủi, những người phong lao. Và hầu như đó, mỗi khi lời ca tiếng hát được cất lên thì họ có thể hòa mình với tất cả những thứ này được. Ấy thế mà đối với những người bị nghiện đó, thì cỡ như Đàm Vĩnh Hưng, siêu sao ca nhạc trẻ nổi tiếng nhất Việt Nam, có mặt ca mà không áp phê chút nào. Tại vì cái ảo giác của các loại xì ke ma túy này rất là cao, làm cho con người có cảm giác rằng là mình đang sống ở thế giới tiên bồng lạc cảnh, và tất cả các cảm giác hạnh phúc còn lại nó không còn là cái mức độ mà họ có thể cảm thấy là hài lòng. Cho nên sự thực tập để giúp cho họ vượt qua là cả một thách đố rất là lớn. Chúng ta thường có những cái thói quen, và mỗi một thói quen nó tạo ra thành một cái cơn nghiện ngập. Mỗi khi mà chúng ta đắm chìm mình ở trong cơn nghiện ngập rồi đó, thì sự vượt qua nó đó là cả một thứ tiến trình rất là khó. Chúng tôi đã đề nghị tất cả các anh chị em tại các trung tâm cai nghiện này là nghĩ rằng đây là một môi trường rất là cần thiết để mình có thể thay đổi được một thói quen xấu. Như chúng tôi vừa nói ở trong câu chuyện của chim khách và chim cú đó, sự thay đổi cái cá tính vốn mang lại nỗi khổ niềm đau cho người khác là một nhu cầu không thể thiếu để mang lại hạnh phúc cho cộng đồng và cho chính mình. Là bởi vì cái đó là chướng duyên thì chúng ta phải rũ bỏ nó. Cái nào là trở ngại chúng ta phải nhổ nó lên. Nhưng có những cái tình huống đó, sự nỗ lực của tự bản thân sẽ không đủ sức để giải quyết được vấn đề. Thì việc thay đổi môi trường để tìm kiếm một sự thuận lợi hỗ trợ tích cực là rất là cần. Chẳng hạn như là những người bị cai nghiện, nếu họ tiếp tục ở nhà thì họ khó có thể vượt qua được, bởi vì cha, mẹ, người thân, quyến thuộc vì thương con và thương người thân của mình, mặc dù biết họ bị cai nghiện, có thể la rầy quở mắng, nhưng tiền bạc vẫn chu cấp, đồ đạc vẫn cho. Và nếu không cho đó thì họ sẽ trở thành những người có thể trộm cắp để đáp ứng thỏa mãn các nhu cầu của cơ nghiện này. Do đó họ khó có thể vượt qua được lắm. Và có mặt ở trung tâm như vậy tạo ra sự cách ly. Và cách ly trong tình huống này thì cơ nghiện mới có thể được cắt đứt ở trong cái giai đoạn ban đầu. Tại Cali và một số bang khác có những cái trung tâm được gọi là Promise, đó là nơi hứa hẹn. Ở Hoa Kỳ đó, rất là nhiều các ngôi sao điện ảnh, các ca sĩ nổi tiếng và nhiều người thành công trong các ngành nghề và xã hội đã rơi vào như là cơn con nghiện của xì ke và ma túy. Dĩ nhiên họ cũng có một số nỗ lực để vượt qua cơn nghiện này, có người thành công, có người thất bại. Cái trung tâm Promise đó đã làm cho nhiều người đến vì họ giấu được tông tích, thân phận, vai trò, vị trí, uy tín xã hội. Và trong đó, họ có một chế độ là kiên cử rất là khe khắc, có bác sĩ giám sát, có người tư vấn về tâm lý, có người hỗ trợ các phương diện, và có người hướng dẫn cũng như là môi trường, điều kiện, hoàn cảnh thuận lợi để tạo ra sự thay thế mỗi khi cơn nghiện nó có mặt với mình. Chúng ta thấy rằng là bản chất của việc rũ bỏ nó đó, nếu không phải là người đại trí, đại căn, đại cơ, nhìn thấy nó sai lầm và tác hại, vứt một cái là xong. Phần lớn chúng ta không thể làm được việc đó một cách dễ dàng. Và đó, sự thay thế đó có thể giúp cho mình vượt qua một cách thành công hơn. Ví dụ mỗi khi cơn nghiện xuất hiện thì người ta có thể ngậm một viên kẹo mà trong đó cái mùi vị hóa chất đó, nó có thể tương đồng hay là ở mức độ
80 với cái mùi vị của cơn nghiện thật, thì trong đó không hề có những cái chất độc hại như ở trong các loại thuốc này vốn chứa. Và do vậy dần dà cái đô của cơn nghiện được giảm thiểu xuống, đến một lúc nào đó là họ không được quyền sử dụng các cái loại thuốc hỗ trợ cần thiết, thì lúc đó đó sự cắt cơn nghiện mới có thể được thành công. Trong suốt thời gian mà có mặt ở các trung tâm, dù là ở trong nước hay là nước ngoài, tất cả những người nạn nhân của các cơn nghiện ngập đó cần phải ý thức rất rõ là đừng nên nhờ người thân của mình tiếp diện. Chúng tôi vẫn được nghe biết ở một số trung tâm tại Việt Nam thì những con nghiện đó, sau khi vào trong trung tâm đã trở thành nghiện ngập nhiều hơn, vì những cái người cai quản tại đây thỉnh thoảng vẫn có một số người biến chất bán một cách lén lút và thầm lặng, và với một cái giá rất là cao. Cho nên các cơ nghiện đó, đó đã được người thân của mình chu cấp tiền bạc vào vì thương mà không có phương pháp để tháo gỡ. Cho nên sau khi mãn cái hạn thời gian bị cai nghiện trở về thì thói hư tật xấu đâu cũng vào đấy. Mà mỗi khi mà chúng ta nỗ lực tắt đứt cái cơ nghiện mà không thành công đó, thì cơ nghiện nó sẽ dâng trào mạnh hơn bao giờ hết. Cái độ áp phê của nó sẽ mất đi, cái đô của sự áp phê ngày càng gia tăng. Vậy đó, bản chất của cưỡng lực luôn luôn có những cái tác dụng phụ ở trên dòng cảm xúc, ở trên nhận thức, ở trên đời sống của chúng ta. Do đó, rũ bỏ nỗi đau đó, một mặt đó có thể là một sự thay đổi môi trường để chúng ta giao lưu tiếp xúc với cái không gian mới, với cái hoàn cảnh mới, với những con người mới. Nơi đó, với những cái mới này, tất cả những dữ liệu, những cái cũ mà chứa nhiều nỗi khổ vì niềm đau, hoặc là làm cho mình gợi lên trong tâm trí những nỗi khổ đau này, hoặc là hâm nắm lại chúng bằng nhiều cách thức khác nhau, không có điều kiện để tái xuất hiện ở trong đời sống và sinh hoạt của chúng ta. Chúng ta thấy là trong kinh A Di Đà có giới thiệu đến cảnh giới Tây Phương Cực Lạc của Đức Phật A Di Đà và phần lớn các hành giả Phật giáo theo truyền thống Bắc Tông ở Trung Quốc, Nhật Bản, Triều Tiên, Việt Nam đã hướng về pháp môn tịnh độ này, vì nghĩ rằng đây là pháp môn đơn giản, ai tu cũng có thể đạt được những giá trị của nó. Phần lớn các hành giả đều hướng về cái sự an lạc hạnh phúc một cách không giới hạn, không có biên cương, không có đường kính, tức là sự an lạc ở một mức độ lớn nhất và cao nhất của nó, ở một thế giới xa xôi cách chúng ta hàng ngàn năm ánh sáng về phía phương Tây. Nơi đó Đức Phật A Di Đà đang ngày và đêm thuyết pháp. Có mặt như thế ở tại Tây Phương Cực Lạc thì các hành giả sẽ đạt được trạng thái bất thối chuyển, không còn những nỗi khổ niềm đau, bị trạng thái lưu sụp ở trên con đường đạo đức và tâm linh. Và do đó nỗi đau không có cơ hội để tái hiện hữu ở trong sinh hoạt của mình. Chính vì quan niệm như thế đó, họ đã có được một sự thay thế ở trong tâm khảm ngay còn lúc còn sống ở hiện tại này. Những nỗi đau, những nỗi phiền, những niềm buồn, những bất hạnh, những trở ngại, những khó khăn có thể có trong cuộc đời, nhờ đó mà được sự an ủi và chấn an. Bởi vì sự thay thế về môi trường, mặc dù được diễn ra sau khi con người qua đời, cũng có thể làm cho người đó cảm thấy là mình trút bỏ được nỗi đau một phần nào. Nhưng chúng ta phải biết rằng việc thiết lập tịnh độ ở trong trái tim, ở trong đời sống, ở trong gia đình, ở trong sinh hoạt, ở nơi làm việc lại là quan trọng hơn hết. Là bởi vì khi ở hiện tại thiết lập được tịnh độ đó, thì sau khi chúng ta qua đời đó, chúng ta có muốn tái sanh về phương cực lạc hay không, không còn là chuyện quan trọng nữa. Bởi vì chúng ta thấy cái đối tượng của sự thay thế đó như là một phương tiện. Giờ mình có một cái niềm hy vọng, nhìn thấy được cái giá trị an lạc hạnh phúc ở cái cảnh giới đó, cho nên chúng ta có được những nỗ lực và tinh tấn cần thiết nhất để vượt qua được nỗi đau ở hiện tại. Khi nỗi đau ở hiện tại đã được rũ bỏ rồi đó, thì việc sanh về Tây Phương chỉ là một cái quyền đó. Nếu muốn chúng ta có thể về, nếu không muốn thì cũng không sao. Các vị Bồ Tát Đại Thừa, chẳng hạn như là Ngài A Nan, một nhân vật Bồ Tát lịch sử, đã phát nguyện ở trong cái lời tụng thời kinh Thủ Lăng Nghiêm buổi sáng ở tại các chùa Bắc Tông rằng: ngũ trược ác thế thời tiên nhập, là tôi xin nguyện sanh về cõi đời ngũ trược ác thế này, nơi mà tâm lý của chúng sanh rất là căng cường,
môi trường hoàn cảnh rất là không thuận lợi, tất cả con người trong xã hội đó phần lớn là ác nhiều lành ít, lòng ích kỷ nhiều lòng vị tha ít, tất cả những thời tiết khí hậu nó không thuận lợi, điều kiện sinh hoạt rất là khó khăn, ấy thế mà tôn giả A Nan đã phát tâm dấn thân vào, vì ngài thấy rất rõ là với tư cách là một vị thánh tăng, một vị cao tăng, ngài có thể làm được rất nhiều lợi lạc cho cộng đồng và cho tha nhân. Còn trở về Tây Phương hay trở về bất kỳ một cảnh giới an lạc của chư Phật nào khác đó, có thể yên phận bản thân mình, nhưng còn người thân, còn quyến thuộc, còn cộng đồng, còn chúng sinh. Do đó, tùy theo nguyện vọng mà chúng ta có thể phát nguyện tái sanh về Tây Phương hay là tiếp tục ở cõi đời này để giúp cho những người cần giúp. Dĩ nhiên là về Tây Phương thì vẫn ăn chắc mặc bền, sau đó trở lại đây vẫn không muộn, nhưng tâm lượng của các vị Bồ Tát không bận tâm như thế. Và ngay cả Bồ Tát Địa Tạng, một vị Bồ Tát được gọi là đại nguyện, tức là nguyện lớn, dang lấy bàn tay của mình đến tất cả mọi loài chúng sinh, và nhất là chúng sinh bị khổ tội và khổ ở trong các ngục tù, làm bạn với họ để có cơ hội chia sẻ các pháp tội cho họ nghe hàng ngày hàng giờ, để hướng dẫn tâm linh, để giúp cho họ chuyển hóa được các thói hư tật xấu, vượt qua được những bế tắc, và giúp cho họ làm mới được vận mệnh, làm mới được cuộc đời. Chính vì vậy mà chúng ta thấy là việc thiết lập tịnh độ ở hiện tại là nhu cầu không thể thiếu. Nếu không có những con người mang hành nguyện như là Bồ Tát Địa Tạng đó, thì tù ngục vẫn tiếp tục là tù ngục. Chúng ta thấy rất rõ hố cao, hồ sâu, các phương tiện song sắt, các cái phương tiện trừng phạt vẫn không phải là cái phương tiện duy nhất và có hiệu quả để chuyển hóa nhân tâm, giúp cho người đó không có cơ hội tái phạm ở trong tương lai. Do đó, các trại tù, chúng tôi đề nghị là nên thỉnh mời các nhà tâm linh Phật giáo vào để thuyết giảng. Vì chỉ khi nào chúng ta mạnh dạn làm như thế đó, thì những người này sẽ học được những điều hay lẽ phải, học được trách nhiệm đạo đức, học được nhân quả nghiệp báo, học được đề sao, học và thấy rất rõ là mình chính là người sẽ tiếp nhận những hậu quả xấu do mình tạo ra. Trong những giờ phút mà lòng tham, lòng sân, lòng si đã khống chế và ngự trị, và do đó sự chuyển hóa tâm thức ở trong cái hoàn cảnh môi trường thích hợp đó, giúp cho con người có thể rũ bỏ được nỗi lo, nỗi đau một cách rất là dễ dàng. Chính vì nhận thức được như thế, chúng tôi tin tưởng rằng các Phật tử mặc dầu gia duyên ràng buộc, bận việu rất là nhiều việc, thậm chí phải cài rất là nhiều ca để có thể nuôi cha mẹ già, nuôi người thân, hỗ trợ cho những người thân tại Việt Nam và nuôi sống cho bản thân mình ở đất nước Hoa Kỳ này, mà vẫn có thể dành cái ngày cuối tuần trở về tu học tâm linh ở trong một ngôi chùa nào đó. Vì các vị đã nhìn thấy rất rõ sự thay đổi về môi trường nó sẽ làm cho tâm của mình được thoải mái, nhẹ nhàng và thảnh thơi. Chúng ta thấy rằng là có những quan niệm cho rằng là tu ở tâm, thiết lập tịnh độ cũng là thiết lập tịnh độ ở tâm. Giá trị của học thuyết đó rất là cao ở chỗ đó là chúng ta phải thiết lập được cái giá trị an vui hạnh phúc ở trong tâm của mình trước, thì bất cứ nơi nào, ở đâu, thời điểm nào, sự có mặt của mình đều là sự có mặt của an vui và hạnh phúc. Tuy nhiên, nếu chúng ta sử dụng cái lời dạy đó một cách sai phương pháp đó, thì dần già đó sẽ không còn có nhu cầu đến chùa để tu học nữa. Mình nghĩ rằng mình tu là tu tại tâm, cho nên ở nhà cũng tu được và không cần phải đến chùa. Trong khi đó, trong kinh Đức Phật dạy rất rõ, sự thay đổi môi trường nó sẽ hỗ trợ chúng ta rất là nhiều. Ở nhà, mặc dầu vẫn có bàn thờ Phật, vẫn có một cốc tâm linh nhỏ, vẫn có đủ kinh điển để hành trì, vẫn có người thân hỗ trợ, khỏi phải đến chùa mất cả tiếng đồng hồ, ấy thế mà chúng ta vẫn không cảm thấy thoải mái, phải không ạ? Vì suốt cả ngày có mặt như thế thì cái tù túng nó sẽ làm cho mình rất là mỏi mệt. Cái tình làng nghỉ sớm tại cái nước phương Tây nó không có như là ở các quốc gia như là Việt Nam. Do vậy mà con người cần có những nhu cầu của sự chia sẻ và truyền thông lại hoàn toàn bị bế tắc. Trong công ăn việc làm, biết bao giờ sức ép ở trong xã hội và cộng đồng. Nếu không khéo đó, chúng ta mang về nhà thì trong giờ cơm lẽ ra là những giờ giấc để sinh hoạt gia đình,
trong lúc mà tâm sự chia sẻ với người thân và người thương, tại ra chúng ta phải mang những không khí vui tươi, nhẹ nhàng, thư thái, thảnh thơi. Thì rất nhiều người trong chúng ta đã mang sự căng thẳng ở công sở, căng thẳng ở việc làm, căng thẳng ở những gì mà chúng ta bị ức chế về trong nhà, về trong người thân, và do đó bản chất hạnh phúc của đời sống gia đình bị mất hết. Chính vì vậy mà mỗi một tuần đó, dầu bận rộn cỡ nào, chúng ta cũng nên trở về các ngôi chùa thuận lợi nhất của mình để thực tập tâm linh. Và chỉ như thế đó thì sự thay đổi không gian sẽ giúp cho mình cảm thấy thoáng mát hơn, bởi vì ở trong một ngôi chùa cái cộng hưởng tâm linh nó là cao hơn là ở trong một ngôi nhà. Cái gì cũng vậy, nó tạo thành thói quen. Có bạn trong ngôi nhà, chúng ta có nhiều cái kỷ niệm, có nhiều hạnh phúc, và thỉnh thoảng cũng có rất nhiều nỗi đau. Đối diện với các cái hình ảnh và những cái nơi mà xuất hiện vừa hạnh phúc vừa khó đau như vậy đó, dòng cảm xúc của con người sẽ bị hỗn hợp khi thế này, khi thế khác. Và khi trở về chùa đó thì cái cộng hưởng tâm linh và sự tu học tập thể đó ở mức độ tốt, nó có thể giúp cho mình vơi đi những nỗi khổ và niềm đau. Và do đó thay đổi môi trường vẫn là một nhu cầu rất là cần thiết, cũng giống như là những người cai nghiện cần phải giam mình ở trong một cái không gian của sự cách ly hoàn toàn. Nơi đó các phương tiện, các công cụ, các điều kiện để hỗ trợ cho con nghiện, cơn nghiện không bao giờ được diễn ra. Vì như thế đó thì họ mới có thể rũ bỏ được những nỗi đau trong quá khứ của mình. Nói một cách khác, theo Phật giáo, sự rũ bỏ nỗi đau đó nó phải phát xuất từ một nhận thức sáng suốt liên hệ đến tiến trình nhân quả ở trong đời sống, chứ nó không đơn thuần chỉ là một lời quyện ước hay là một sự cầu nguyện mà phần lớn con người đến với tôn giáo rơi vào tình huống này. Các tôn giáo đã hứa hẹn rất là nhiều, chỉ cần gọi là trao mình cho Thượng Đế, giao khoán niềm tin cho Thượng Đế thì mọi nỗi khổ niềm đau sẽ được tháo gỡ và rũ bỏ, hạnh phúc sẽ được tràn trề, sống ở hiện tại được ấm no, phát triển một cách bền vững, sau khi qua đời sẽ được hưởng nhan nước Chúa ở trên thiên đường. Tất cả những lời hứa hẹn như thế đó có thể rất là nhiều, nhưng sự đạt được trên thực tế này chẳng có cái gì. Hạnh phúc hay không cũng do chính con người tạo, khổ đau hay không cũng chính do con người làm. Và do đó muốn có hạnh phúc và từ bỏ khổ đau thì phải thực tập con đường chân chính và làm rất nhiều việc lành. Và do vậy đó, người Phật tử sẽ không bao giờ tin những cái lời đồn đãi hứa hẹn quá nhiều, vì cái khuynh hướng tâm lý của con người đó là thích làm ít mà có kết quả nhiều. Do đó đó, những người sơn đông mãi giỏi tâm linh, họ có thể quảng cáo rất giỏi rằng là thực tập pháp môn này chỉ trong vòng vài ba ngày là chứng đắc, thực tập pháp môn kia là có thể được truyền tâm ấn, thực tập cái pháp môn nọ là có thể đạt được giác ngộ trở thành Phật quả tức kỳ. Nói như thế về phương diện lý thuyết thì không có gì là sai, nhưng là về phương diện thực hành là cả vượt và trời và vực, xa cách muôn trùng. Sự thực tập đó, nó luôn luôn là một sự tiệm tiến mà Đức Phật đã nói ở trong kinh Tăng Chi, cũng giống như là bờ biển, nó không bao giờ có cái độ sâu thình lình, mà nó sâu là lài, sâu từ từ, ở trong bờ thì cạn, ra chút xíu thì hơi sâu, ra nữa thì hơi sâu nữa, ra đến bên ngoài biển khơi thì mới thật là sâu, sâu tột cùng. Và sự thực tập nó cũng phải diễn qua một cái trình tự như vậy. Và bởi vì như chúng tôi đã nói ngay lúc đầu, những người mới bắt đầu phát tâm xuất gia là cái giai đoạn khó nhất, bởi vì các thói quen cũ bắt đầu trỗi dậy, tìm cái quyền và giành cái quyền để khống chế. Trong khi đó các hạt giống tâm linh mới và những cái nỗ lực rũ bỏ cái tôi đó là mới bắt đầu. Cái nguồn năng lực này nó còn mỏng manh và nhẹ dữ lắm, cho nên nó phải đấu tranh rất là mãnh liệt thì mới có thể vượt qua được thói quen cũ. Và do đó theo một cách thức nào khác, chúng ta có thể khẳng định theo nhà Phật, tất cả các hành động, tất cả những lời nói, những việc làm sau khi làm qua rồi đó, nó không mất đi mà nó tồn tại lại với dạng thức của nghiệp báo và nhân quả. Và các nghiệp báo và nhân quả này nó theo đuổi con người chúng ta từ kiếp này sang kiếp khác mà không bao giờ hết. Thì khi nào chúng ta chuyển hóa được tận gốc rễ của nó thì cái cơ chế hoạt động của nó mới được kết thúc. Do vậy mà trong lúc thực tập đó, chúng ta phải vượt qua rất nhiều các cái nghịch cảnh, rồi tất cả những cái thói quen, thói hư, tật xấu của mình. Cho nên những cái lời đồn đại và quảng cáo quá nhiều đó sẽ thường là những cái không có giá trị.
Trong trị liệu y học cũng như thế. Ở Việt Nam chúng ta thấy các bác sĩ thường có khuynh hướng cho bệnh nhân uống rất là nhiều thuốc khác nhau, và để giúp cho họ có cái ảo giác rằng bác sĩ đây là bác sĩ giỏi, chỉ uống thuốc một toa sáng đến chiều là hết sự đau nhất. Nhưng lại không biết rằng những sự giảm đau như vậy đã dẫn đến nhiều cái chứng bệnh nặng nề hơn ở trong tương lai. Trong khi đó các bác sĩ ở phương Tây rất là cẩn trọng, khám xét rất là kỹ lưỡng, cho đến nào bệnh nặng lắm mới chích cho bệnh nhân một mũi, bình thường vẫn uống để thăm dò, để tìm đến cái chứng bệnh tận gốc rễ của nó thì mới có hy vọng là nhổ lên gốc rễ của cơn bệnh này. Do đó là những cái chứng bệnh về phiền não, về khổ đau của con người cũng như vậy. Chúng ta phải nhìn thấy rõ là trong bản thân mình cái gốc rễ đó nằm ở chỗ đâu, ở mình hay là ở người, ở môi trường hay là ở hoàn cảnh, ở chủ quan hay là ở khách quan, ở hiểu sai hay là ở lòng sân, ở lòng tham hay ở lòng si. Rồi chúng ta nỗ lực bằng những cái phương pháp mà Đức Phật đã dạy trong kinh để tháo gỡ lên thì mới có kết quả, và nó không có những cái tác dụng phụ. Cho nên rũ bỏ nỗi đau nó phải bắt đi bằng con đường thực tập nhân quả. Cầu nguyện chỉ là một chất xúc tác để giúp cho cái nhân thiện ích ở trong quá khứ đã được gieo trồng trổ quả ngay cái thời điểm mà chúng ta cần đến mà thôi. Chứ đừng nghĩ rằng là lời cầu nguyện sẽ giúp cho tất cả mọi thứ được giải quyết. Nếu như thế là một sự thật thì có lẽ Đức Phật đâu phải bận tâm suốt 49 năm giảng kinh thuyết pháp cho đến giờ phút cuối cuộc đời của Ngài. Vì Ngài thấy rất rõ là mỗi chúng sinh có những cái chứng bệnh khác nhau, và phải nhổ lên tận gốc rễ bằng những phương pháp thích hợp với những cái chứng bệnh cá biệt đó thì nỗi khổ niềm đau mới được kết thúc. Cũng giống như trong y học, nếu ai tuyên ngôn rằng cái loại thuốc này có thể trị bá bệnh, loại dược thảo này có thể trị hết tất cả mọi bệnh tật của con người, thì chúng ta cũng nên tin rằng đó là những tuyên bố không có sự thật. Ở Việt Nam đã từng có cái phong trào nào là ăn lá sống đời sẽ trị hết tất bệnh tật, nào là uống thuốc xuyên tâm liên các bệnh tật được kết thúc, nào là ăn kinh dưỡng sinh mọi thứ sẽ không còn nữa, nào là uống nha đam thì mọi tật ách sẽ được tiêu trừ. Loạt những cái lời đồn và quảng cáo tăng giá trị trị liệu của nó lên như thế đều không có những cái cơ sở khoa học để chúng ta phải bận tâm, là bởi vì chúng ta biết rất rõ lục phủ ngũ tạng của con người luôn luôn tồn tại trong một cơ chế cần đến sự hài hòa, nhưng mặt khác nó luôn luôn chống cháy lẫn nhau. Khỏe cái thận có thể hại cái gan, tốt cho cái bao tử có thể hại cho những cái chi phần còn lại trong cơ thể. Vì đó uống bất kỳ một loại thuốc nào cũng có thể tạo ra các phản ứng tác dụng phụ, nhất là các loại thuốc Tây. Còn những loại thuốc ta, phản ứng phụ được giảm thiểu ở mức độ có thể có. Thì chính như thế đó, các phương pháp tâm linh cũng vậy. Tức là có những cái loại bài kinh mà mình áp dụng có thể nhổ lên được phiền não của lòng sân, có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng tham, có những bài kinh nhổ lên phiền não của lòng si. Không có bất kỳ một bài kinh nào có thể nhổ hết tất cả mọi phiền não của tất cả chúng sinh. Vì hiểu rất rõ như thế, cảm nhận rất rõ như thế, cho Đức Phật đã giảng cả hàng trăm ngàn bài kinh khác nhau. Rất tiếc rằng trong nghi thức tụng niệm mà các chùa sử dụng cho người Phật tử tại gia chỉ có giới thiệu 3-4 bài kinh rất là căn bản. Kinh Phổ Môn được sử dụng như là nghi thức cầu an, kinh A Di Đà, kinh Địa Tạng được sử dụng như là nghi thức cầu siêu, Lưu Hoàng Sám, Từ Bi Tỳ Sám và các loại sám pháp được sử dụng cho những người già và bệnh. Như vậy các nghi thức đó đã phần lớn chăm sóc cho người già, bệnh và chết. Do vậy để lại cái ấn tượng không mấy tốt đẹp ở phần lớn giới trẻ và giới tri thức ở trong cộng đồng và xã hội. Mặc dù ai cũng biết rằng đạo Phật là bi, trí và dũng, ba nguồn năng lực cần thiết cho giới tri thức, cần thiết cho mọi người nam. Ấy thế mà khi vào chùa thì phong tục tập quán và những thói hư của mê tín dị đoan do ảnh hưởng từ truyền thống của Trung Hoa làm cản trở rất nhiều con đường tâm linh của nhà Phật. Và từ đó khi tiếp xúc với cái góc độ tín ngưỡng này, nhiều người đã cảm thấy ngán ngẩm đạo Phật và không muốn trở thành một người Phật tử. Do đó chúng tôi rất kính mong dầu bận rộn cỡ nào, quý vị cũng nên tìm kiếm các bộ kinh được phổ biến ở trên internet, trang web quảngdức.com và đạo phật ngày nay.com của chúng tôi
là có giới thiệu trên dưới 300 tác phẩm, trong đó có rất nhiều bộ kinh hay mà quý vị có thể tìm đọc. Và bên cạnh đó còn có hàng ngàn các bài nghiên cứu về Phật học khác nhau. Thì tất cả những cái giá trị này đã được phổ cập ở trên các internet. Và do đó đó, chúng ta không nên giới hạn cái kiến thức Phật học của mình ở trong các nghi thức tụng niệm mà các chùa sử dụng. Vì các nghi thức đó đặt nặng tính pháp môn. Và khi đặt nặng tính pháp môn đó, thì các hành giả chỉ cần biết một bài kinh, và rút ngắn một bài kinh đó, chỉ cần thông qua một sự hành trì ngắn gọn. Ví dụ đối với các hành giả thiền tông là chánh niệm tỉnh thức, là tham công án và tham thọ đầu. Đối với các hành giả của, xin lỗi, thiền tông là như vậy, thiền giả của tịnh độ tông chỉ còn có 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật. Còn đối với các hành giả mật tông chỉ còn Án Ma Ni Bát Di Học. Nhưng trên thực tế Đức Phật đã không dạy chúng ta như vậy, mà Ngài dạy là mỗi một nỗi khổ niềm đau đó, nó có nhiều cái phương châm để điều trị, mà đến lúc phải phối hợp nhiều cái thì mới nhổ lên tận gốc rễ của nó. Cho nên bên cạnh sự hành trì truyền thống mà chúng ta cảm nhận được thông qua sự hướng dẫn tâm linh ở các ngôi chùa, cần phải đọc rất nhiều các bài kinh khác nhau. Ở trong trang web tủ sách Phật học.com còn có cái mảng nghi thức. Trong mảng nghi thức này có một quyển kinh được gọi là Kinh Tụng Hàng Ngày. Chúng tôi đã ấn tống cho đến bây giờ trên dưới 40.000 quyển. Mỗi một quyển dày 1.032 trang. Chúng ta chứa đựng 49 bài kinh căn bản, 35 bài kinh đầu, dạy chúng ta về các kỹ năng để sống như thế nào, có được hạnh phúc với tư cách là những người tại gia, có được mái ấm gia đình, tình yêu, hạnh phúc, gia tài, sự nghiệp, kinh tế, tề gia, trị quốc, bình thiên hạ. Cũng có những bài kinh hướng dẫn về tâm linh, hướng dẫn về cảm xúc, hướng dẫn về sự chuyển hóa. Bên cạnh đó còn có 14 bài kinh đại thừa để giúp cho mình có thể hiểu rõ và hành trì một cách có kết quả. Do đó nếu rảnh rỗi, chúng ta nên đọc vào các nghi thức như vậy để mở rộng thêm cái tầm nhìn về Phật pháp, để việc ứng dụng nó trở thành như là một thói quen, thì tất cả những phiền não nỗi đau đó sẽ được rũ bỏ một cách an toàn. Còn chỉ sử dụng một cách thức, và mình khuyến tấn người khác sử dụng một cách thức duy nhất để rút bỏ rũ đau, đôi lúc thành công, đôi lúc thất bại. Rất nhiều người hành trì theo hành độ tông, mỗi khi con em của mình có một khó khăn nào đó, như là bế tắc, như là khổ đau, như là bị choáng váng, hay là như là bị khủng hoảng, thì cha mẹ chỉ thường khuyên con em của mình là hãy niệm Phật đi, Phật sẽ gia hộ, mọi thứ đều được vượt qua. Rồi chúng đã làm theo lời khuyên, kết quả chỉ là một phần rất nhỏ, phần lớn đâu cũng vào đấy, phiền não vẫn tiếp tục là phiền não, nỗi đau vẫn tồn tại là nỗi đau. Và do đó nếu chúng ta không hướng dẫn về nhân quả và phân tích cái việc mình niệm tụng đó chỉ là một cái phương tiện để thiết lập trạng thái thanh tịnh của tâm, để tâm của mình trong giờ lúc của Phật niệm tụng được thư lắng, được thư giãn, được nhẹ nhàng, được thảnh thơi, còn chuyển hóa được nỗi đau đó, ngoài những cái đó còn phải thực tập làm rất nhiều phước báo. Mỗi một phước báo đó chuyển hóa một cái loại tội nghiệp, mỗi một tội nghiệp đó mà được rơi rụng rồi thì phiền não sẽ không còn nữa, nỗi đau sẽ được kết thúc. Cho nên ngoài các nghi thức hành trì, ngoài các pháp môn thực tập, chúng ta phải gieo trồng rất nhiều các công đức khác nhau. Và đây chính là trọng tâm của Đạo Phật Đại Thừa. Và nếu chúng ta để ý, chúng ta sẽ thấy rất rõ Đức Phật đã dạy ở trong kinh lục độ ba la mật, thì bố thí vẫn là yếu tố đi đầu, tức là sự làm phúc báo. Và các bài kinh khác cũng dạy chúng ta có những cái giá trị dấn thân một cách tương tự. Ví dụ kinh thập thiện dạy chúng ta làm phước, tu đức, chuyển hóa tâm tính thông qua việc huấn luyện ba cơ năng của hành động là thân, khẩu và ý. Thì hầu như là ngoài sự thực tập thì tất cả các pháp môn đều dạy chúng ta gieo trồng dạng hạnh công đức và phước báo. Chỉ có như thế đó thì trong các biến cố của cuộc đời, chính các công đức này trở thành Phật, trở thành Bồ Tát, trở thành A-la-hán, trở thành mẹ hiền, trở thành cha lành, giúp chúng ta vượt qua được nỗi khổ niềm đau. Rũ bỏ nỗi khổ niềm đau bằng sự tu tập chuyển hóa là một nhu cầu không thể thiếu, kế đến là một sự thực tập các phép lành, kế đến là một môi trường tốt, kế đến là những người bạn lành, kế đến là những người đồng hành. Và chỉ có như vậy đó thì sự thực tập rũ bỏ nó mới có được kết quả tích cực nhất của nó. Chúng tôi kết thúc cái phần trình bày tại đây. Và bây giờ kính mời tất cả quý vị hãy chia sẻ bằng cách là đặt những câu hỏi liên hệ đến sự hành trì. Kính mời anh.
để như này con xin thành kính tri ân bài pháp của thầy rất là thích hợp ngày nay, đồng thời bài pháp của thầy cũng rất là thích hợp với những câu hỏi của con sẽ đặt thầy. Thì con xin hỏi thầy là thầy là pháp danh là gì vậy? Dạ, tôi pháp danh là thầy Nhật Từ, ở chùa Giác Ngộ, thành phố Sài Gòn, Việt Nam. Dạ, mà bản thân thầy có phải là thầy Nhật Từ? Cái gọi là Nhật Từ đó chỉ là một mặt ước xã hội, nó có giá trị truyền thông đó. Nó được thầy tổ đặt khi mà mình mới bắt đầu xuất gia đó. Và bên Phật giáo đó thì dạy chúng ta là không nên bận tâm về các danh xưng. Thì cái danh xưng đó nó chỉ là một sự truyền thông thôi, để chúng ta không lẫn lộn người này với các đối vật khác. Còn nếu mình đẳng thức quá cái danh xưng đó với cái tôi, với bản thân mình đó, thì nỗi khổ niềm đau sẽ bắt đầu có mặt. Chứ vì vậy mà trong kinh đó, Đức Phật thường dạy đó, người xuất gia và người tại gia nên quán tưởng rằng là cái sắc thân này không phải là tôi không bị lệ thuộc vào sắc thân đó. Dòng cảm xúc, nhận thức phân biệt, tâm tư, tình cảm, tri giác, cảm xúc không phải là tôi, và tôi không bị lệ thuộc vào thứ này. Như vậy là khi mà có những cái lời thị phi, những cái phiền não nó trỗi dậy đó, thì mình đã tách ly nó khỏi thân và tâm, và do đó nỗi đau sẽ được rũ bỏ. Một phương diện khác đó, cái tôi đó ở trong xã hội đó được gắn liền với cái tên. Ví dụ cái tên đó đó do cha mẹ mình đặt, và thậm chí là mỗi một món hàng đó nó cũng có cái model number, mà model number đó đó chính là cái tên, cái danh xưng, để người ta có thể tìm kiếm, có thể thương thuyết, có thể bán, có thể tặng, có thể chia sẻ. Và xe thì có số, nhà thì cũng có số, mọi thứ đều có. Tất cả những cái đó đều tạm được gọi là cái tên cho từng chủng loại khác nhau, để chúng ta mặc định mà sống ở trong cuộc đời. Nếu chúng ta đẳng thức hóa hay là đánh đồng những cái danh xưng mặc định vốn chỉ có chức năng truyền thông là chính bản thân của mình và của các chủng loại đó, là chúng ta bị sai lầm. Mặc dầu chúng ta vẫn có mặt và không tách rời khỏi các danh xưng này, nhưng đánh đồng đó nó dẫn tới nhiều sự rắc rối khác. Do đó thực tập vô ngã làm thế nào để vượt qua được các sự đánh đồng này, nhưng mà vẫn không trốn tránh trách nhiệm khỏi luật pháp và phương diện đạo đức về cái danh xưng cũng như là cái ngã ở trong chủ nghĩa của hành động và việc làm của chúng ta trong cuộc sống. Cho nên thực tập vô ngã không có nghĩa là rũ bỏ trách nhiệm đạo đức về hành vi mình cứ làm, thôi hay là rũ bỏ trách nhiệm đạo đức về cái danh tánh mà mình đã có mặt ở trong cuộc đời. Lưu tiền đây chúng tôi xin chia sẻ, ở tại Hoa Kỳ vào năm 2006, chúng tôi có đọc được mẫu tin về một tội phạm học đã làm rung động cả thế giới luật pháp Hoa Kỳ và trên toàn thế giới. Một phạm nhân tên là John Smith đã vi phạm một cái tội giết người đồng loạt. Tòa án đã phân xử là tù chung thân, từ tuyên án tử hình. Sau đó người ta đã cố tình chứng minh ông là người có những cái chứng bệnh về tâm lý nào đó, cho nên trở thành gọi là tù chung thân. Thì trong suốt thời gian á, tại vị ở trong tù đó, thì ông đã được luật sư hướng dẫn là cáo bệnh với những cái bằng chứng cụ thể, cho nên ông đã được tại ngoại để điều trị. Thời gian tại ngoại, ông đã bay sang Thái Lan, nơi mà giải phẫu giới tính đang được thịnh hành, với cái số tiền từ 10 cho đến 20 ngàn đô Hoa Kỳ. Mấy tháng có mặt tại đây, ông đã giải phẫu giới tính, trở về lại Mỹ đó, thì từ một người nam với hình thù vóc dáng lực lưỡng như là một tên sát nhân, đã trở thành một cô phụ nữ yểu điệu thục nữ. Tên của ông Mr. đã trở thành Miss. Và khi ra tòa án đó, ông đã kháng kiện. Ông nói rằng là cái ông John Smith là người giết người, là người gây tội lỗi, là người đã tạo ra biết bao nhiêu nỗi đau cho biết bao nhiêu gia đình. Còn tôi là bà John Smith, bà này chưa hề giết người, bà này chưa hề làm những việc xấu, và bà John Smith đó nó cần phải được miễn hết tất cả những tội hình sự mà ông John Smith đã tạo ra. Cái điều này nó chưa hề được ghi ở trong luật pháp của Hoa Kỳ, cho nên cái tên như thế đã làm cho họ đã bị rắc rối. Vì nếu mình ứng dụng cái vô ngã trong tình huống này, không có nghĩa là mình phủ định cái tính cách trách nhiệm hành vi đạo đức nó thể hiện trên hành động của mình, mà nó vẫn còn tồn tại với một cái giá trị không chỉ ở đời này mà ở trong đời sau. Sau đó thì chúng tôi đã không có thời gian để follow up cái câu chuyện,
và không biết là tòa án Hoa Kỳ đã phán xét như thế nào. Nhưng trước đó đó thì chúng tôi chỉ đọc được cái tin rằng là luật pháp của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia trên thế giới cần phải được cập nhật bằng cách là xác định cái tính cách thống nhất và không có hề thay đổi về việc chuyển đổi giới tính và thay đổi tên tuổi thông qua việc chuyển đổi giới tính này, và trách nhiệm đạo đức đó vẫn phải được thực hiện một cách nghiêm túc khi người đó giữ nguyên giới tính và tên tuổi của mình. Chính vì vậy mà cái nhìn của nhà Phật khi mà thực tập vô ngã không có nghĩa là đánh mất trách nhiệm, mà là giảm đi tất cả những cái ức chế về khổ đau khi được có mặt với chúng ta với cách là thông qua cái tên của mình. Khi mà bị người phê bình, chỉ trích, chọt gậy bóng xe, phá đám, tác động tiêu cực hay là không có hỗ trợ cho mình, thì mình vẫn không bị nỗi khổ niềm đau vì thế mà có mặt, và do đó mình vượt qua nó một cách dễ dàng. Nhưng bên cạnh đó, các hành vi do mình tạo ra, mình vẫn phải là cái người kế thừa nó một cách đúng nhân quả, như đó là một quy luật rất là đúng. Dạ, dạ, tôi cảm ơn thầy. Vậy thì thầy đã xác nhận là nếu như bây giờ trên tuổi thích nhật từ đang nổi lên ở khắp nơi, thì có những bậc cha mẹ thích đặt tên con mình là thích nhật từ, thì như vậy thì không sản phẩm gì cho thầy, cũng không làm giảm uy tín của thầy, cũng không làm cái gì cho thầy. Việc đặt tên á như là một thói quen đối với người Việt Nam đó, và đang thuộc vào sở thích của cha và mẹ. Ở trong Phật giáo đó, việc đặt tên nó gắn liền với cái hạnh và quyền. Ví dụ khi chúng ta nghe tên vị Bồ Tát Quan Thế Âm thì chúng ta biết đây là cái hạnh nguyện dấn thân làm sao để độ chúng sinh thông qua việc quan sát tất cả những yêu cầu, tất cả những than vãn, tất cả những nỗi đau của cuộc đời, mà quan sát bằng tuệ giác chứ không phải quan sát bằng cái lỗ tai. Và đó là cả một tiến trình thực tập. Đại nguyện Địa Tạng Vương Bồ Tát thì là mảnh đất tâm chứa các hạt giống, và thực tập như vậy để có cái độ lượng lớn, không có thù hằn, không có nghi kỵ, không có gút mắt về quá khứ vân vân, tức là nó nhiều có giá trị khác nữa. Thì tương tự như thế, mỗi khi một vị xuất gia trong chùa được cạo đầu đó, thì vị thầy của mình sẽ dựa vào những cái phẩm hạnh cao nhất, những cái giá trị mà vị đó nghĩ rằng là nếu với cái danh xưng này được đặt đó, thì cái người hành giả này sẽ nương theo đó mà thực tập một cách có kết quả. Thì chúng tôi nghĩ thì lúc mà cái ngày chúng tôi được xuất gia, thầy chúng tôi đã đặt cho một cái pháp danh là Nhật Từ, thì dĩ nhiên là một mặt đó, nó đi theo cái dòng kệ của tông môn pháp phái, mà tông môn pháp phái của chúng tôi là theo thiền Lâm Tế Chánh Tông, cho nên cái dòng này phải đặt là Nhật, và sau này đệ tử chúng tôi đó được đặt là chữ Lệ đi đầu. Còn cái chữ cuối cùng đó là cái tên đó, nó gắn liền với hạnh nguyện của mình, đó là Từ. Có lẽ là thầy chúng tôi muốn gửi gắm rằng là hãy thực hiện cái hạnh từ bi, và đây là cái hạnh nguyện mà mình có thể mang lại lợi ích cho cuộc đời. Giả sử trong tương lai mà có ai đó thấy rằng là cái chữ Nhật Từ đó nó đẹp, và muốn cho con của mình cũng có được những đức tính như thế, họ vẫn được quyền và họ nên được khuyến khích để đặt hàng loạt các cái tên như vậy. Ví dụ là Nguyễn Nhật Từ, Trần Nhật Từ, hay là Bùi Nhật Từ, hay là Võ Thị Nhật Từ, hay là cái gì đó Nhật Từ cũng được, không sao cả. Vấn đề ở chỗ đó là khi chúng ta đặt danh tánh một người con, chúng ta muốn mong mỏi cho đứa con của mình đạt được cái gì ở trong danh tánh này. Chính vì vậy mà cái phong tục đặt tên ở Ấn Độ rất là quan trọng. Trong cái đó tại dân gian Việt Nam lại bị xem rất là thường. Ví dụ như là có nhiều cha mẹ đặt tên cho con của mình cu Tèo, cu Tí, cái này cái kia, rồi khi lớn lên bạn bè hỏi thăm đến đó, mình không dám nói tên thiệt của mình ra, tại vì đọc ra là thiên hạ cười. Còn ở Hoa Kỳ này thì mình đang sống ở tại một nền văn hóa mới, cái phát âm, cái ngôn ngữ đó, nó có nhiều từ đồng âm dị tự với Việt Nam. Ví dụ như là bây giờ chữ Dũng ở trong tiếng Việt rất là hay, Quỷ Văn Dũng, Trần Văn Dũng. Bây giờ mà nếu mình đặt con của mình mà Quỷ Văn Dũng ở đây thì người ta đọc là Đanh, trở thành cái gì đó nó tiếu lâm lắm. Vậy đó chúng ta cần phải cân đo tính điếm làm sao nó đẹp ở trong tiếng Việt mà nó lại hay ở trong tiếng Anh, để cho không có một cái ức chế nào. Tương tự như thế, giả sử một vị xuất gia nào ở trong thời hiện tại có tên tuổi trùng với một vị cao tăng, một vị thánh tăng, một vị Bồ Tát, một vị gì đó cũng không sao cả. Nó không phải là một sự xúc phạm, mà là một cái nỗi niềm mong mỏi cho cái người đệ tử của mình
đạt được cái gương hạnh như là cái vị cao tăng kia, như là vị Bồ Tát kia. Ở trong lịch sử của Phật giáo đã có nhiều vị cao tăng có cùng một pháp danh. Ví dụ ít nhất là ngài Thế Thân đó, đã có đến 2-3 vị Thế Thân ở trong lịch sử. Bây giờ có nhiều cái pháp danh, ví dụ như Thích Nhật Quang, đã ít nhất ở Việt Nam có đến 10+ vị Thích Nhật Quang. Hòa thượng Thích Nhật Quang ở Thiền viện Thường Chiếu, Hòa thượng Thích Nhật Quang chủ trì chùa Ấn Quang, Hòa thượng Thích Nhật Quang là một hành giả ở chùa, ở một ngôi chùa hẻo lánh ở Đồng Tháp, rồi Thượng tọa Thích Nhật Quang ở Santa Ana, nhiều vị Thích Nhật Quang ở miền Trung, ở miền Bắc, và có nhiều bây giờ có những chú tiểu sinh ra là Thích Nhật Quang. Là vì vị bổn sư này đó, nhiều lúc cũng không biết hết rằng là các vị cao tăng, các vị hòa thượng có cái tên như vậy, bởi vì đâu có đi đâu. Bây giờ thấy cái chữ Nhật Quang là ánh sáng của mặt trời, mà ánh sáng của mặt trời được hiểu với biểu tượng về triết lý là tuệ giác, là thông minh, là sáng suốt, là quang đãng. Và nhờ tuệ giác đó con người có thể vượt qua nỗi khổ niềm đau, cho nên đặt Thích Nhật Quang. Nhưng mà nếu như người khác mà cắt cớ tới nó, trời ơi, bây giờ đặt Thích Nhật Quang đồng tên với ông hòa thượng của tôi, bây giờ kêu tên là con Nhật Quang ơi, con Nhật Quang ơi, đồng tên hòa thượng của tôi, chứ là xúc phạm hòa thượng của tôi, nói vậy cũng tội người ta. Nhiều khi ta thích hòa thượng Thích Nhật Quang với gương hạnh dấn thân như vậy, cho nên đặt tên đệ tử của mình để mong đệ tử của mình cũng đạt được như thế. Đó là một sự ngưỡng vọng, đó là một sự tôn kính. Do đó là nếu trong tương lai có ai đặt tên con của mình, cháu của mình, người thân của mình là Quỷ Nhật Từ, Trần Nhật Từ, do đó Nhật Từ cũng không sao hết trơn á. Do đó chúng ta nên xem cái đó là những cái rất là bình thường. Cái thứ hai đó, trong các cái phần mà kết tập kinh điển đó, thì Tôn giả A Nan đóng vai trò quan trọng, là vì ngài có cơ hội nghe và trùng tuyên là hết tất cả những gì mà ngài đã nghe từ Đức Phật, mặc dầu ngài làm thị giả ở 25 năm cuối cuộc đời của Đức Phật thôi. Thì suốt 44 năm, suốt 24 năm trước đó, thì ngài đã có nghe, nhưng mà ngài đã yêu cầu Đức Phật buộc phải trùng tiên thì ngài mới nhận làm thị giả. Và do đó mà ngài đã trở thành là bác học đa văn, hiểu hết tất cả, và đã ghi chép, không phải là ghi chép mà ngài đã trùng tuyên lại rất là nhiều để cho cái ban biên tập lúc đó làm việc. Còn cái công việc làm của chúng tôi thì khác với ngài, chúng tôi không có trùng tuyên, thì chúng tôi đâu có nghe Phật nói đâu mà trùng tuyên. Chúng tôi chỉ làm cái công việc là chọn lọc những bài kinh mà chúng tôi cho rằng nó cần thiết cho tha nhân, và nhất là những người tại gia đó, rồi là mình biên tập trở thành là một cái bộ để mình xuất bản thôi. Ở trong đây gồm có 49 bài kinh, thì trong số 49 bài kinh đó chúng tôi dịch chỉ có 1-2 bài, còn là mấy chục bài còn lại là do các hòa thượng, các vị cao tăng. Ở phần sau của tác phẩm đã có ghi rõ cái xuất xứ, ai là cái người phiên dịch kinh này và xuất bản ở đâu, năm nào, có ghi rõ và rất là cụ thể. Cho nên cái công việc biên tập là một cái công việc mà chúng tôi chỉ là chọn lọc thôi. Thì mỗi một cái văn phong đó, của một dịch giả nó có một cái phong cách khác nhau, cùng một tác phẩm mà có nhiều bản dịch. Và do đó đó, chúng ta cũng không nên vội vàng nhận định rằng là các bản dịch đó nó thành công hay không thành công, ngoài trừ là mình biết được cái từ Bali và Sanskrit. Từ chữ này dịch tới cuối đó. Thì chúng tôi xin đọc cái nguyên văn mà theo cái câu hỏi đặt ra: những người con trai hiền hay những người con gái hiền nào muốn phát tâm vô thượng chánh đẳng chánh giác thì phải nương tựa vào điều phục tâm của họ như thế này. Tôn giả Tu Bồ Đề nói: Bạch Thế Tôn, chúng con rất mong muốn nghe thầy chỉ dạy. Đức Phật bảo Tu Bồ Đề: các bậc Bồ Tát nên hàng phục tâm họ như sau: có cả thể bao nhiêu loại chúng sinh, hoặc chúng sinh bằng trứng hoặc bằng thai, sanh hoằng ẩm ướt, hoặc là sự biến hóa, hoặc có hình sắc hoặc không có hình sắc, hoặc có tri giác không có tri giác, hoặc không phải tri giác hoặc cũng không phải tri giác, ta phải cứu giúp tất cả loài đó đạt được niết bàn tuyệt đối, để họ được giải thoát. Giải thoát cho vô số vô lượng chúng sanh như thế mà kỳ thực ta không thấy có chúng sanh nào được giải thoát. Vì sao? Này Tu Bồ Đề, nếu có một vị Bồ Tát mà còn có khái niệm về ngã, về nhân, về chúng sinh, về thọ giả, thì vị ấy không phải là một vị Bồ Tát đến thực. Thì trong nguyên văn này thì chúng tôi thấy đâu có sai gì. Cái chữ an trụ đó là bởi vì dịch từ chữ Hán, nếu mình biết tiếng Sanskrit đó, thì mình dịch chữ nương tựa không có gì là sai. Ở trong chữ Hán đó thì mình có thói quen là chiết tự, rồi những cái động từ kép, danh từ kép đó là mình là chiết từng chữ ra. Chữ an trụ là nương thôi, tức là mình làm sao để cho tâm của mình nó được thấy cái đó. Cái câu trả lời của Đức Phật đó là ở phần dưới này,
ở trên kia mới vừa nói giữa chừng thì ngài Tu Bồ Đề đã chèn vào chính giữa rồi. Sau đó Đức Phật mới nói là bởi vì độ cho nhiều người an trụ được tâm mà còn thấy có mình độ, tức là cái chủ nghĩa công thần đang có mặt đó, thì người đó chưa phải là người dấn thân ở trên tinh thần vô ngã, cho nên là bản dịch hoàn toàn không có sai. Anh có biết tiếng Sanskrit không? Dạ, thưa thầy, con không có dịch. Ý con nói là không phải là dịch mà chỉ cái lời đối thoại vậy. Tại cái nguyên văn kinh nó vậy thì phải dịch vậy thôi, chứ dịch sao vậy? Thí dụ trong kinh nó không có nói thêm mà anh thêm vô thì anh trật. Đó, thì có thể cái này là do biên tập như thế nào đó, ví dụ cái thời của ngài An Nan rồi sau này như thế nào, giờ nó có chừng đó thì cái người dịch chỉ dịch chừng đó, nói là sao dịch vậy thôi, chứ không phải là dịch thiếu, hoàn toàn là không có dịch thiếu. Ý con nói là không phải dịch thiếu thưa thầy. Con xin sáng hỏi lúc đầu là cái ý của ngài Bồ Đề muốn nói ở đây là tại vì cái con thầy cũng hiểu nhưng mà bây giờ tại vì nè, nó có giống như trong lúc nè thầy với anh đang nói chuyện đó, anh đang nói cái thầy chèn vào anh thấy ngưng nè, anh có nhận không? Hoặc là thầy đang nói anh chèn vào thì thầy cũng phải ngưng. Thì cái này cũng vậy, giờ là đang nói giữa chừng cái tu giả Tu Bồ Đề chèn vô, chúng con rất mong muốn thầy chỉ dạy. Phật chưa nói an thọ như thế này, tức là như dưới đây đó, chỉ như thị đó, tại vì chỉ có thể là như dưới đây thì nó chuẩn hơn là như thế này. Thế này có nghĩa là đã nêu ra rồi, mình mới nói là cái đại từ thế này là cái mà được nêu ra ở trên, còn đằng này là cái chuẩn bị nêu ra ở dưới. Thì lúc đó là chữ như thị nó có hai nghĩa, như trên hoặc là như dưới này đó. Thì cái chữ này thay chỉ là như thế này thì mình dịch là như dưới đây, thì cái lẽ nó sẽ dễ hiểu hơn. Và chưa nói xong thì Tu Bồ Đề chèn vào, do đó Đức Phật phải lặp lại nguyên cái đoạn bên dưới, cho nên nó cũng hơi Thầy, cái câu hỏi đó là thầy Tu Bồ Đề nói hỏi rồi rồi ngài mới nói xem là chúng con sẽ được nghe Đức Phật nói, thì Đức Phật chưa, hai bên chưa có. Đúng rồi, thì thường nó vẫn có những tình trạng như vậy đó, cho nên nó không có bị thiếu sót gì ở trong cái bản kinh này hết á. Mà cái an trụ tâm ở mấy cái đoạn sau mới đề cập đến, ví dụ như Đức Phật dạy là ưng vô sở trụ di sanh kỳ tâm đó, đó là cái nghệ thuật an trụ đó. Mà chữ an trụ đây là chữ nương tựa, không có gì là chặt hết trơn. An trụ là chữ Hán, tức là mình giữ vững cái gì đó mà không hề lay động gọi là an trụ. Hoặc là mình ngồi mà ngồi yên mà không có lứt lư qua lại với thầy, ta gọi là an tọa, tức là ngồi yên ngồi vững. Mà ngồi yên ngồi vững như thế thì cái năng lượng của định nó bắt đầu nó có mặt. Còn chữ nương tựa thế thì mặc dù nó không sát với chữ an trụ nhưng mà nó vẫn chứa tải được cái nghĩa của đó, tức là mình nương tựa vào cái tâm như vậy, hay là an trụ thì cũng như thế thôi, không sao. Có những từ mà đồng nghĩa đó. Thầy, con xin hỏi thầy một câu là trong học hành của thầy Phú Hiền thì cái hạnh thứ bảy là thất giả sinh Phật chủ tế, thì cái chủ tế nó phải nương tựa. Cái trụ thế thì nó nghĩa khác với nương tựa. Trụ là ở lại, chữ trụ đây có nghĩa là ở lại. Còn cái chữ trụ ở trong cái chữ mà an trụ đó, đó là mình giữ vững. Nó cũng là một chữ Hán thôi, nó không có khác nghĩa. Nhưng mà tùy theo nghĩa cảnh mà nội dung có thể được hiểu khác nhau. Trụ thế có nghĩa là ở lại cuộc đời. Thì dĩ nhiên là đâu có ai sống đời, Đức Phật cũng sống có 80 tuổi thôi. Cái hạnh của ngài Phổ Hiền đó, thỉnh Phật trụ thế đó, có nghĩa là mình thỉnh cho cái ánh sáng, cái sự giác ngộ đó nó có mặt ở trên cuộc đời hoài, chứ không có nghĩa là thỉnh Đức Phật là trở thành là cái người và trẻ mãi không già, sống hoài không chết, làm sao có trường hợp đó. Ý nghĩa biểu tượng của đó là hay. Ví dụ như thỉnh Phật trụ thế đi, bây giờ ở nhà mình, cha của mình lớn tuổi rồi, ngày nào cha cũng nói thôi con ơi, chắc cha phải đi về thăm tổ tiên ông bà kêu gọi cha, mời cha hoặc là nhắn nhủ hoài, thì mình biết rằng đó là những lời trăn trối. Và cái chết đó, nếu như lúc đó mà mình biết là mình cản lại liền, mình không để cho ba mình đi, rồi mình nói thế để kia, thì cái lòng thương con cháu sẽ giúp cho ông ở lại, thì ông sẽ sống. Nếu mình muốn ông sống, thì lúc đó mình đang là thỉnh ông trụ thế thôi. Vì trụ thế đó đôi lúc có giải quyết được rất nhiều vấn đề, bởi vì ông có thể là trụ cột gia đình, trụ cột hạnh phúc, mà không có bệnh, không có tật gì hết, mà ông muốn đi thì cũng uổng, phải không ạ? Thì mình giúp cho ông ở lại, hoặc là mình giữ cái gì đó lâu dài với cuộc đời mà tính giá trị lệ lạc của nó cao đó, thì vẫn được gọi là trụ thế. Mà Phật trụ thế thì sự giác ngộ có, còn mình thỉnh an vui mà trụ thế thì sự an lạc nó có mặt. Cái điều mà ông nói thì chúng tôi vẫn thừa nhận ở cái vế đầu của câu hỏi đó, là trong đây nó có nhiều cái bài dịch sống thất lục bát hay là lục bát đó, thì nó chưa thành công lắm. Cái chuyện đó là chuyện có, sở dĩ mà chúng tôi đưa vào lắm vì cái đối tượng của bản kinh này là vẫn là dân Nam Bộ,
dân Nam Bộ thích thơ ca thi phú, nói dân xuôi họ không thích. Đó là lý do tại sao mà các cái tôn giáo của Việt Nam đó nó lại phát xuất ở Việt Nam. Cao Đài, Hòa Hảo, Vũ Sơn, Kỳ Hương, Nhân Dân đều là các tôn giáo mới đặt trên nền tảng của thi phú sấm giảng, có dần kệ, có ngăn nga. Đạo Phật Khắc Sĩ có mặt ở miền Nam Việt Nam phát triển mạnh trong mấy chục năm vừa qua cũng nương vào yếu tố thi kệ này. Vì là yếu tố thi kệ cho nên cái tính chuẩn xác đó về phương diện từ vựng học, văn bản học đó, nó sẽ không được cao. Chuyện đó chúng tôi ý thức rất là rõ, nhưng mà vẫn cố tình đưa vào để có một số bài đáp ứng cho những người như vậy. Còn phần lớn vẫn là những bài văn xuôi, vì về văn xuôi nó mới lột tả được hết tất cả. Như chiều hôm nay chú cư sĩ Chánh Tâm Thanh có đưa chúng tôi cái bản dịch kinh Pháp Cú của Hòa Thượng Thích Thiện Siêu, mà trước đây thường để bút hiệu là Thích Trí Đức. Cái bản đó bằng văn xuôi đọc nó hay lắm. Còn ở trong cái bài dịch bằng thơ kệ của Hòa Thượng Minh Châu hay là của bác cư sĩ Phạm Kim Khánh hay nhiều vị khác đó, thì vì bám theo cái thể thơ thì nó phải bị kẹt vào các cái phận. Do việc kẹt vào các cái phận cho nên có nhiều cái nghĩa nó không được rõ, hơn không bằng như là chúng ta để cho văn xuôi. Văn xuôi chúng ta sẽ lột tả hết được ý nghĩa của nó. Cho nên là vì là một cái tác phẩm mà đối tượng của nó nhiều dạng khác nhau, cho nên có những cái bài mà dầu nó không thành công về vấn đề thơ mà và vẫn được chọn, vì cho đến lúc này vẫn chưa có bản dịch nào hay hơn, hoặc là mình phải dịch lại bản mới. Còn chưa có bản dịch hay hơn thì mình tạm sử dụng những cái bản dịch vốn có đó, thì nó vẫn có thể tạm thời nó đáp ứng cái nhu cầu. Hơn nữa cái bộ này thì đã làm được từ năm 1994, năm nay cũng đã mười mấy năm rồi. Lúc đó chúng tôi mới có hai mươi mấy tuổi thôi, thì dĩ nhiên cái kinh nghiệm tâm linh cái thời điểm đó và bây giờ nó phải khác nhau. Hiện tại chúng tôi đang biên tập cái bộ Thánh Điển Tại Gia và bộ Thánh Điển Xuất Gia. Và trong hai bộ này đó thì cái mục đích ghi rất là rõ ràng là đối với những người xuất gia đó thì chúng tôi chỉ chọn những bài kinh mà Đức Phật nói riêng cho họ ở cái mức độ chiều cao tâm linh, chiều sâu tâm linh. Nó khác với là cái nghi thức hay là cái bộ Thánh Điển cho người tại gia. Thánh Điển người tại gia thì tôi nhấn mạnh đến những bài kinh Đức Phật dạy về tình yêu, hôn nhân, hạnh phúc gia đình, tề gia, trị bích, trị quốc, vườn thiên hạ. Những cái bài kinh nó mang tính cách là nhân thừa, nhân bản. Những cái đó đó là cái nhu cầu hàng ngày chúng ta cần lắm. Mà vào trong chùa đó thì phần lớn đó là những vị xuất gia nhiệt tình quá, cho nên là muốn cho những người tại gia thực tập những bài kinh như là người xuất gia. Và nhiều khi đó cái mức độ cao quá họ tiếp nhận không nổi, hoặc là không cần thiết cho đời sống thực tế của họ, cho nên dần dà họ không đến với đạo Phật. Do đó nếu cái giả thuyết của chúng tôi nó có cơ sở đó, thì trong tương lai khi mà hai cái bộ Thánh Điển này có mặt đó, thì tôi tin chắc rằng là chúng ta sẽ hiểu một cách trình tự về những gì mà Đức Phật dạy. Người tại gia thì Đức Phật dạy cái gì, người xuất gia thì Đức Phật dạy cái gì. Còn bây giờ là các nghi thức của chúng ta là nghi thức sử dụng chung, người xuất gia cũng vậy, người tại gia cũng vậy. Trong cái đó, cái bối cảnh sống, hoàn cảnh sống, tâm niệm sống, hành động sống, dấn thân, việc làm, lời nói, cử chỉ, phong tục tập quán, văn hóa, thói quen hoàn toàn ở hai giới này khác nhau. Cho nên nếu mình đáp ứng đúng với cái nhu cầu về cái giới hạn và những cái có được của giới tại gia và xuất gia, thì chúng tôi tin chắc rằng là cái giá trị của sự tu tập nó sẽ cao hơn nhiều. Bởi vì ngày xưa có những bài kinh ngài không nói cho người tại gia và chỉ nói cho người xuất gia thôi. Còn bây giờ người tại gia là sử dụng những bài kinh đó đó thì nó cũng hay ở mức độ nào, nhưng mà đôi lúc là giống như mình sử dụng thuốc quá đô. Những cái chuyện mà kinh tế làm ăn cái mình không còn màng nữa. Ví dụ như Đức Phật dạy những hành mà buông xả để dấn thân tâm linh cao mà, thì người xuất gia phải rũ bỏ hết tất cả các thứ. Người tại gia đang làm kinh tế thành công, đọc vào những bài kinh này giờ không muốn làm gì hết, chỉ muốn lo tu không. Thì giờ ai làm những cái việc công ích xã hội? Do đó là tại gia thì mình làm theo hướng tại gia, còn khi mình thấy không thỏa mãn thì bắt đầu mình rũ bỏ để mình đi theo con hướng xuất gia. Thì hy vọng là trong tương lai cái bộ này nó sẽ ra và đáp ứng được một vài cái giá trị tham khảo thôi, chứ tôi không dám nói là giá trị đóng góp. Ít nhất là nó có gợi lên một cái gì đó để mình có thể tham khảo được, và thông qua sự tham khảo đó mình rút tỉa ra một cái gì đó có giá trị. Đây là câu hỏi
nó liên hệ đến là lĩnh vực tôn giáo học và triết học và tôn giáo. Cái phần tôn giáo học đó thì thường được dạy ở cấp cử nhân, còn cái phần mà triết học và tôn giáo đó thường được dạy ở cấp cao học năm 1 dành cho các sinh viên triết học và các cái ngành khoa học liên hệ. Thì ở trong các ngành học này đó, người ta đưa ra hai phạm trù. Thứ nhất là nhân vật tôn giáo, thứ hai là nhân vật lịch sử. Cái khái niệm nhân vật ở đây nó ứng vào từng tôn giáo mà có danh xưng khác nhau. Ví dụ đối với Phật giáo, chúng ta có thể nói Bồ Tát lịch sử, Bồ Tát tôn giáo, hoặc là Đức Phật thì chúng ta nói là Đức Phật lịch sử và Đức Phật tôn giáo. Trong tình huống của Bồ Tát đó, thì những vị nào có mặt thật ở trên hành tinh Ta Bà này với con người thật, có ngày tháng năm sinh, có cha mẹ, có gia tộc, có đời sống, từ một người tại gia trở thành một người xuất gia, dấn thân làm đạo, đóng góp sau khi viên tịch để lại rất nhiều giá trị tâm linh, thì vị Bồ Tát đó được gọi là Bồ Tát lịch sử. Tất cả những vị thánh A-la-hán được nêu ra ở trong tất cả các bản kinh đó, thường được gọi là A-la-hán, nhưng trong nghi thức sám hối mà chúng tôi biên soạn và dịch đó, chúng tôi không dùng là A-la-hán mà chúng tôi dịch là Bồ Tát, vì các vị A-la-hán chính là Bồ Tát lịch sử, tức là những con người có thật, có đóng góp, có thành trì, có chuyển hóa. Còn những vị Bồ Tát tôn giáo đó còn tạm được gọi là Bồ Tát biểu tượng và triết lý. Các vị Bồ Tát đó không phải là con người thật, con người lịch sử ở trên hành tinh của mình. Các ngài có thể là các con người thật ở các hành tinh khác. Pháp âm Đạo Phật ngày nay xin khép lại nơi đây. Quý vị muốn thỉnh hoặc ấn tống các đĩa CD về Đại Tạng Kinh Việt Nam, các kinh sách do Thầy Nhật Từ biên soạn, các bài pháp thoại, các CD về âm nhạc Phật giáo, cũng như muốn đóng góp vào các hoạt động từ thiện của Đạo Phật ngày nay, xin liên lạc theo địa chỉ Đạo Phật ngày nay, Chùa Giác Ngộ, số 92, đường Nguyễn Chí Thanh, phường 3, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam. Điện thoại 08-833-5914, 0958-057-827. Email buddhismtodayinc@yahoo.com, Thích Nhật Từ @yahoo.com, website www.buddhismtoday.com, www.tusachphathoc.com.